Dạ cũng nhận xin chào quý cô chú anh chị. Anh chị hôm nay nha, anh chị em lên nhiều sản phẩm nha, phục vụ cô chú anh chị. Và mong anh chị đăng ký kênh anh chị để khi mà em lên những sản phẩm, những video mới sẽ gửi đến thông báo đến quý cô chú anh chị mình. Và bên em thì ship toàn quốc bao bể vỡ tất cả các sản phẩm nha. Anh chị xem video này yêu thích mã sản phẩm nào thì vui lòng gọi điện hoặc là lưu ảnh gửi về Zalo bên em nha anh chị, qua hai số điện thoại có niêm yết trên kênh 0913330469 hoặc là số 0935244245244 nha anh chị. Rồi, mã sản phẩm hôm nay em lên live đầu tiên là một mã sản phẩm này là một bộ thất phúc thần nha. Bộ này là dòng Kutani gồm 7 vị thần của Nhật nha anh chị. Đấy, bộ này là nguyên vẹn hết, không lỗi lầm gì cả nha. Nguyên một bộ thất phúc thần, mỗi vị sẽ là nó có mỗi tên gọi khác nhau nha anh chị, mỗi vị là mỗi tên gọi khác nhau và có truyện hết nha, có truyện ký hết. Vẽ lách cơ vàng nha anh chị, vẽ lách cơ vàng. Mỗi vị là sẽ có mỗi tên gọi khác nhau. Đấy, có truyện hết nha. Vẽ là vẽ lớp cơ vàng. Ở phía dưới nó sẽ có truyện là nó có một lỗ thông hơi nha anh chị. Rồi, có truyện ký hết nha anh chị. Đấy, đẹp cực kỳ nha. Cao nha anh chị, cao của mỗi tượng này là 9.5 đến 10 nha anh chị, 9.5 đến 10. Đấy, bộ này là hàng sưu tầm nha anh chị, sưu tầm rất là lâu nha. Đấy rồi, bộ này hôm nay em sale nha anh chị. Trước dịch nha anh chị, thời điểm trước dịch là những cái bộ này giá trị của nó là khoảng tầm trên 3 triệu nha. Hôm nay em sale còn 1.800.000 bộ này. 1.800.000 nha anh chị. 1.800.000, chốt giúp em mã M1. M1 1.800. 7 vị thất phúc thần, dòng này là Kutani nha. Đấy anh chị, cái này thời điểm trước dịch có giá là 3 triệu nè. Giờ em sale còn 1.800.000. Đó, 1.800.000 bộ 7 vị thất phúc thần. Chén này là chén ăn cơm nha anh chị, chén ăn cơm anh chị. Chén này là chén vẽ rồng nha, dòng sứ cao lanh. Dòng sứ cao lanh là sứ cực kỳ mỏng, cực kỳ mỏng nha. Đó, vẽ rồng phía dưới đấy là có truyện hết nha. Chén này thì em có số lượng là trên 10 chiếc, khoảng tầm 30 chiếc anh chị. Đường kính miệng chén là 12 năm và cao là 6. Em có số lượng trên 30 chiếc nha, chén rồng.
những cái form chén này anh chị, là sứ cao lanh nó cực kỳ mỏng nha. Đó, về mình dùng sử dụng trong gia đình hay là những, để những trên những cái trang á, đó, thể hiện sự giàu sang phú quý nha. Đó, rồi chén này em có số lượng nha, 60k một chiếc, 60k một chiếc mã M2, M2 60k, 60k là một chiếc nha anh chị, mã M2. Em có một cái này là một cái tháp nha anh chị, một cái tháp tàu xưa nha. Cái này họ gọi là tháp để cầu mưa, mưa thuận gió hòa. Xưa nha anh chị, cái này là xưa. Ở phía trên nè, ở phía trên là sẽ có một cái gì đó này, ngôi nhà anh chị, ngôi nhà hay là một ngôi đền gì đó. Phía dưới này là sẽ có những cái này là để cầu mưa đó. Đấy, xưa nha, xưa. Rồi em đo đường kính, cao là 30 nha, cao là 30. Dưới đấy là không có chuyện anh chị. Rồi cái này là 1.200.000, 1.200.000 nha, mã M3, M3 1.200.000. M3 1.200.000. Rồi em có một cái này là một thỏ. Thỏ nha anh chị. Thỏ này nè, anh chị sử dụng để cắm hoa hoặc là anh chị bỏ thức ăn bánh kẹo ở trên những cái bàn làm việc của mình nha, hoặc là để ở trong tủ anh chị trung decor. Dưới này là sẽ có hai cái lỗ thông hơi nha. Đây, dòng men chảy cực kỳ đẹp. Em ra cao nha. Cao là 21. Cao 21 và ngang, ngang là 16. Rất là đẹp nha anh chị. Đấy, dòng này là dòng decor nha. Rồi 250k một chú thỏ này. Chốt giúp em mã M4. M4 250k M4. Cái này về anh chị mình sử dụng để trồng cây cũng được nha anh chị. M4 250k. Rồi em có một cái bình rượu. Cái này là hàng xưa anh chị, Phước Lộc Thọ, dòng men lam vẽ tay 100% nha. Bình này là dung tích của nó cực kỳ lớn, chắc là khoảng tầm trên 5 lít nước nha anh chị. Trên 5 lít nước. Quai này là sẽ là quai đồng. Họa tiết nó là vẽ Phước Lộc Thọ và Bách Nhi. Phước Lộc Thọ và Bách Nhi nha anh chị. Ở phía trong này là lọc của nó là lọc một lỗ. 6 truyện nha. 6 truyện. Báo rõ với anh chị là cái này là tàu xưa nha anh chị. Miệng mình là 11. Cao đến miệng mình là 26. Cao đến miệng là 26. Rồi cái bình này có giá là 1.600.000 nha. 1.600.000 mã M5. Mã M5.
có một cặp gỗ này anh chị, một cặp gỗ này nha. Cặp gỗ này là gỗ gì thì thật tình là chất liệu của nó thì em không có rành nha anh chị. Đó, tại vì những hàng tấn của em về thì sẽ có những cái mã sản phẩm gỗ như thế này. Cái này là thần hai vị thần giữ cửa của bên Nhật nha, hai vị thần giữ nhà giữ của. Gỗ này thì không có chuyện, cao của tượng này là 30 nha, cao là 30, nó sẽ có một vết lỗi, một vài vết lỗi xước nhẹ nha anh chị, nó không có đáng kể nha. Đấy, một cặp. Rồi, cặp này là 400k anh chị, 400k mã M6, mã M6 400. Nói chung là cái giá này nha anh chị, cái giá này chỉ là tiền công thôi nha. Đó, chỉ là tiền công thôi. Tính ra mỗi tượng như thế này chỉ có giá 200. Đó, mà làm được một cái bức tượng như thế này là cái công của nghệ nhân bỏ ra đó, thì nó không đáng là bao nhiêu với cái giá thành này nha. 400k một cặp mã M6. Rồi, em có tiếp cái này là một cái thố ngũ sắc anh chị, vẽ hoa, một thố ngũ sắc vẽ hoa. Cái này là có 5 truyện và một cái truyện ẩn nữa nha, vẽ hoa lá cơ vàng. Dòng này là dòng nhiều cạnh nha, bát giác, miệng là 11 và cao đến miệng là 6. 190k cái thố này, mã M7, M7 190k, M7. Rồi, em có tiếp một cái bình rượu anh chị. Một cái bình rượu này là phụ. Một cái bình rượu phụng, dòng này là dòng men ngọc nha, men ngọc. Cao của bình rượu, cao của bình rượu này là 22 và ngang là 19. Cái này dung tích của nó là khoảng tầm là 500ml nha chị, 500ml là nửa lít nước nha. Rồi, bình rượu này có giá là 200k, mã M8, M8 200, mã M8. Tiếp cho anh chị một cái mẫu đĩa này, báo rõ với anh chị là mẫu đĩa này là tàu nha, tàu vẽ là vẽ lăng, tàu vẽ lăng, lăng vườn cầu. Dòng này là dòng men lam vẽ tay 100% nha anh chị, lăng vườn cầu, hai đáy nha, hai đáy có truyện ký hết, hai đáy có truyện ký hết nè. Viền anh chị, viền này là viền xoắn nha, viền xoắn. Đường kính đĩa này là 40-45 và cái này có độ sâu lòng nha, sâu lòng là 6.5. Đấy, một cái đĩa tàu vẽ là lăng vườn cầu, đẹp cực kỳ. Đó, và cốt đĩa này là cốt đĩa nặng dày nha, nặng dày. Rồi, đĩa này có giá là 1.600.000, 1.600.000 nha, mã M9, M9 1.600.000, M9.
Rồi em có một cái bình anh chị. Bình này là bình rồng, rồng quả cầu lửa. Dòng này là rạng nha, rạng xưa rạng nha anh chị. Có truyện hết nè. Đấy, có truyện hết. Miệng bình 12, miệng bình là 12 và cao đến miệng là 32. Miệng 12, cao 32 và vòng bụng anh chị, vòng bụng của anh này là vòng bụng của bình là 61 nha. Rồi cái bình này sale giá cho anh chị có giá là 600. Mã M10. Mã M10 600. 600k mã M10. Cái này em có số lượng là 1 đôi nha anh chị, 1 đôi. Rồi em có một cặp chế. Cặp chế này cũng là hàng xưa nha. Xưa rồng. Xưa rồng. Đáo rõ với anh chị nha. Cái hàng xưa đa số là nó sẽ có độ ngấm men hết. Nó có độ ngấm men hết nha. À, có truyền ký hết. Truyền ký là đầy đủ có độ ngấm men nha. Miệng của chế là 6. Cao là 17. Rồi cặp này là 440k. 440k cặp này anh chị, mã M11. M11 440k, mã M11. Rồi em có tiếp cho anh chị một cái mẫu này. Một cái mẫu này là một cái sông trầm nha. Sông trầm này là trúc. Nó đẹp cực kỳ luôn. Phải nói là đẹp, rất là đẹp. Bên ngoài nó rất là đẹp. Ở phía dưới nha anh chị, dưới này là sẽ có một cái đế chân. Một cái đế chân này. Rồi cái này là sông trầm này là có truyện nha, có truyện những cái đốt trúc nè anh chị, những chiếc lá được làm rất là tỉ mỉ và hoàn hảo nha. Rồi em đo đường kính kích thước của cái sông trầm này nha anh chị. Đường kính miệng nha, em đo đường kính ở trên này nha. Đường kính là 13 và cao đến nắp tính chân luôn nha anh chị là 27. Rồi anh chị, cái sông trầm này có giá là 2.400.000 nha anh chị, 2.400.000. Chốt giúp em mã M12. M12 2.400.000. Rồi em có một cặp bình hút lọc. Vẽ là vẽ cặp yên ương chim và hoa mẫu đơn nha chị. Có truyện ký hết. Đáo rõ với anh chị là cái này là tàu nha anh chị. Tàu.
Miệng của bình hút lọc này là miệng 7, cao 17 và vòng bụng là 47. Số lượng này em có một đôi nha chị. Đôi này sẽ có giá là 360k anh chị. 360k đôi này, mã M13. M13 360k. Anh chị, những sản phẩm hôm nay em lên like nha. Anh chị yêu thích mã sản phẩm nào thì vui lòng gọi điện trực tiếp hoặc là lưu ảnh gửi về Zalo bên em qua hai số điện thoại em có liên hệ trên kênh nha anh chị. Và like của em đến đây là kết thúc nha. Hẹn anh chị like sau. Cảm ơn quý cô chú anh chị. Tạm biệt ạ.